Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng và ngoại tệ phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Thưa quý vị, tính đến 8 giờ sáng nay, giá vàng thế giới đạt mức 2.311 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng thế giới ổn định với vàng giao ngay giảm 6,3 đô la Mỹ xuống mốc 2.300 đô la Mỹ trên một ounce. So với hôm qua, giá kim loại quý này đã giảm nhẹ khi các nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi manh mối về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Các chuyên gia vẫn lạc quan về kim loại màu vàng này dù cho căng thẳng vẫn đang diễn ra nhưng chưa chấm dứt. Và các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn tiếp tục duy trì việc bổ sung vàng. Sau chuỗi ngày tăng giá mạnh, giá vàng các thương hiệu trong nước được điều chỉnh nhẹ. Hiện tại, giá vàng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang niêm yết ở mức 85,2 triệu đồng một lượng mua vào và 87,5 triệu đồng một lượng bán ra. So với rạng sáng hôm qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua. Dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang các thông tin về giá ngoại tệ. Chỉ số đô la Mỹ Index tăng 0,08%, đạt mức 105,5 điểm. Đồng đô la Mỹ tăng vào phiên giao dịch vừa qua khi các nhà đầu tư đặt cược vào nền kinh tế Mỹ vượt trội so với các nền kinh tế khác, đồng thời tăng so với đồng Yên Nhật. Ở một diễn biến khác, đồng euro giảm 0,08% xuống mốc 1,0745 đô la Mỹ. Dưới đây là thông tin chi tiết. Những thông tin trên đã khép lại bản tin giá vàng và ngoại tệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Cái gì trúng nhiều tiền? Úi, đất tài thanh, chào tăng thông độ, đất bồng anh. Trúng giải 1 tỷ, tím giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.